tại Trung viện Thánh Tâm Thái Bình, bế giảng niên học 2020-2021. Sáng thứ Hai, ngày 24 tháng 5 năm 2021, toàn thể quý cha trong ban giám đốc và quý thầy trong đại chủng viện quy tụ bên cạnh Đức cha Phêrô, vị chủ chân của giáo phận, để tham dự ngày lễ bế giảng niên học. Buổi lễ bế giảng được bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút với chương trình văn nghệ mang chủ đề Hiền lành và khiêm nhường. Qua chương trình văn nghệ sôi động và giàu tính nghệ thuật, quý thầy muốn gửi gắm tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha, quý vị ân nhân. Đỉnh cao của ngày lễ bế giảng là thánh lễ tạ ơn vào lúc 9 giờ. Trước khi bước vào thánh lễ, cha giám đốc Đa Minh Đặng Văn Cầu đã khái lược toàn bộ quá trình thực hiện ý lực sống. Hãy học với ta, vì ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Trong niên học của toàn thể thầy và trò, trong quãng thời gian đó, gia đình Đại chủng viện đã cùng học với Đức Giê-xu, đã mời Ngài sánh bước và hướng dẫn trong mọi hoạt động. Nhờ đó, kết quả trong năm học vừa qua là khá tích cực. Trong bài giảng, Đức cha Phêrô đã mời gọi quý thầy nhìn lại thực tế cuộc sống và đâu là giá trị của cuộc sống đó. Ngài muốn từng thầy tìm cho được động lực sống trong từng giây phút, bởi lẽ điều đó mang lại giá trị đích thực cho cuộc đời. Kế đến, Ngài khích lệ quý thầy sống giá trị của đời tu là không ngừng khao khát và đào tạo mình trở thành tông đồ loan báo lòng thương xót Chúa cho thế giới. Tiếp theo, cha Giuse Trịnh Tiến Thành đã giới thiệu các anh em đã hoàn tất chương trình tu sinh trong 2 năm với Đức cha Phêrô. Đức cha đã đọc lời nguyện, làm phép và trao áo giáo sĩ cho 24 thầy tân chủng sinh. Sau lời giới thiệu, cha giám đốc Đa Minh Đặng Văn Cầu, Đức cha Phêrô đã trao thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho 12 thầy lớp thần 4 là những người đã hoàn thành chương trình học tập tại Đại chủng viện. Trước khi lãnh nhận phép lành, thầy trưởng tràng đã thay lời cho toàn thể quý thầy, nói lên tâm tình vui mừng vì những hồng ân mà Chúa đã thương ban, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đức cha, quý cha trong ban đào tạo, quý vị ân nhân đã rộng tay nâng đỡ gia đình Đại chủng viện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, xin quý vị đăng ký kênh Muối Men Media, like, chia sẻ và bình luận góp ý của quý vị. Chúng con xin ghi nhận những góp ý của quý vị để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Xin kính chúc quý vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin hẹn quý vị vào những video tiếp theo.